Năm bài học trường đời dạy bạn biết sớm ngày nào hôn xa ngày đó. Kính thưa quý vị, có ai đó đã nói rằng trường học khác trường đời ở chỗ trường học dạy cho ta bài học rồi mới bảo bạn làm bài kiểm tra. Còn trường đời thì bắt bạn làm bài kiểm tra trước rồi mới dạy cho bạn bài học. Đa số chúng ta đều muốn mình thành công hơn trong cuộc sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được chân lý nguyên tắc của cuộc sống đúng đắn. Sau đây là 5 bài học đều không được dạy ở trường học và bạn phải tự mình trải nghiệm và trường đời sẽ giúp bạn hiểu ra. Thứ nhất, bài học về sinh tồn. Kính thưa quý vị, thử thách, khó khăn là điều sẽ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Có một câu chuyện như sau, một người đàn ông tìm thấy chiếc kén bướm và mang về nhà. Bỗng hôm nọ, chiếc kén động đậy và xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Anh ta ngồi quan sát quá trình chú bướm cố gắng chui ra từ cái lỗ đó. Thế rồi con bướm dừng chuyển động, có vẻ nó đã bị mắc kẹt. Vì muốn nhìn thấy chú bướm xinh đẹp, người đàn ông quyết định giúp lôi nó ra. Anh lấy kéo và cắt một chút để mở rộng cái lỗ. Con bướm chui ra, nhưng đôi cánh có vẻ yếu ớt, mỏng manh. Người đàn ông lại ngồi chờ chú bướm dang rộng đôi cánh để bay lên, nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Con bướm không bao giờ có thể bay, nó chỉ có thể bò với cơ thể ốm yếu và đôi cánh nhỏ nhoi. Dù có lòng tốt muốn giúp con bướm thoát ra, người đàn ông đã không hiểu, muốn cất cánh bay lên, chú bướm phải trải qua quá trình khó khăn tự thoát khỏi chiếc kén của mình. Đó là cách chuẩn bị cho sự sinh tồn một khi những chú bướm ra khỏi vỏ bọc của mình. Bài học, thử thách, khó khăn là điều giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn. Không có chúng, con người ta không thể trưởng thành và tự rèn sũa bản thân. Vì vậy, hãy tự mình vượt qua, đừng nhờ cậy hay trông chờ ai giúp đỡ. Học được cách sinh tồn là một việc rất trọng yếu trong cuộc đời mỗi người. Chỉ cần chúng ta còn sống thì vẫn cần phải sinh tồn. Khi muốn sống tốt hơn thì phải nỗ lực hết mình để vượt lên. Đối với một số người mà nói, có thể việc kiếm sống và cạnh tranh là rất tàn khốc. Nhưng khi biết cách để vượt qua những khó khăn, những thất bại, thì chúng ta có thể có cuộc sống tốt hơn trên đường đời của mình. Có một câu chuyện như sau. Chàng trai Chris nghèo khó, không gia đình, không nhà cửa, quanh năm suốt tháng sinh sống bằng nghề làm thuê ở chợ. Ai thuê gì làm nấy, bữa đói, bữa no. Đã hơn một tuần nay không có ai thuê Chris làm việc. Trong người còn đúng một đồng xu. Chris nhịn đói đến ngày thứ ba thì không chịu nổi nữa, quyết định cầm nốt đồng xu cuối cùng đi mua bánh ăn. Đến hàng bánh rán, Chris ngập ngừng, lại tiếc. Cậu nghĩ nếu mình tiêu nốt đồng xu cuối cùng này thì mai biết sống bằng gì. Thế là Chris lại ôm bụng đói đi xuống cánh đồng xem có việc gì làm được không. Đến nơi, Chris thấy những người tá điền đang làm việc vất vả dưới trời nắng như thiêu đốt. Họ bảo nhau giờ có được cốc nước và chút mật ong uống thì khỏe biết bao. Chris nghe thấy vậy, trong đầu chợt lóe lên việc làm. Cậu chạy vào chợ, vào hàng mật ong, lấy đồng xu cuối cùng ra để mua một chai mật ong và mang ra cánh đồng giao bán. Những người tá điền mừng rỡ mua mật ong của Chris để pha với nước uống. Cứ một đồng xu một chén mật ong, bán hết chai mật ong, Chris thu được 12 đồng xu. Mấy hôm sau, khi đi ngang qua khu vườn cây cối ngổn ngang, chủ vườn đang cần thuê người dọn dẹp. Chris xin làm không công, chỉ xin hết đống cây cối trong vườn để làm củi. Ông chủ vườn đồng ý ngay. Chris bỏ 5 đồng xu ra để mua kẹo cho mấy đứa trẻ chăn cừu. Mấy đứa trẻ xuống vào cùng Chris dọn sạch khu vườn, bó gọn gàng củi lại. Chris gánh ra chợ bán được 20 đồng. Cứ thế tự đi tìm việc cho mình, không chờ người khác thuê. Dần dần Chris đủ tiền để mở một quán nước nhỏ ở ngay ngã ba vào thị trấn. Một ngày nọ, nghe mọi người kháo nhau, tháng sau sẽ có một nhà buôn ngựa mang mấy nghìn con ngựa đi qua thị trấn. Chris thấy vậy liền gom hết tiền có được để đi thu mua hết cỏ trong vùng, về chất đống trong sân. Lần ấy, một mình Chris là mối cung cấp cỏ cho hàng nghìn con ngựa của người lái buôn kia. Anh thu được cả nghìn đồng bạc, xây nhà lớn, tậu xe.
Cả thị trấn nhỏ cứ bàn tán rằng Kirit khố rách áo ôm nhờ may mắn mà thành giàu có. Chỉ có bạn mới biết mình cần gì, mình phải làm gì để tồn tại, để thay đổi và để phát triển. Muốn được giàu có và sung túc, không có một con đường nào khác là lao động, biết vươn lên chăm chỉ, không nề hà việc gì, biết tính toán và lo lắng cho tương lai, bạn sẽ thành công. Đời người tựa như một cuộc chạy đua đường trường, nếu chạy quá nhanh thì có thể bạn sẽ không đủ sức, còn nếu chạy quá chậm, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Bỏ cuộc giữa chừng sẽ lãng phí những cố gắng trước kia, nếu không tham gia thì sẽ không có cơ hội chiến thắng. Chỉ có cố gắng hết sức, một mực kiên trì tới cùng mới có thể trở nên ưu tú hơn so với những người khác, mới có thể đạt được những thành công trong cuộc đời của mình. Người sống trên đời phải có giá trị nhân sinh của bản thân mình, phải có thể tự nuôi sống mới không bị xã hội này đào thải dễ dàng. Không nên oán trách cuộc sống bất công, bởi vì nếu bạn không nỗ lực thì bạn sẽ là người bị bỏ rơi lại ở phía sau. Thứ hai, bài học về sự tức giận. Có một cậu thanh niên trẻ tuổi, tính tình rất nóng nảy. Một hôm, cha đưa cho cậu một túi đinh và nói rằng: "Con trai, mỗi khi con nổi nóng thì hãy mang một chiếc đinh ra hàng rào sau nhà và đóng lên đó." Ngày đầu tiên, cậu đóng hết 37 chiếc đinh lên hàng rào. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, cậu thanh niên này đã bắt đầu kiềm chế cơn giận dữ của mình. Vì vậy mà số lượng đinh đóng lên hàng rào cũng ngày càng giảm đi. Cậu nhận ra rằng việc kiềm chế cơn nóng giận có khi còn dễ dàng hơn cả việc đóng đinh lên hàng rào kia. Cho đến một ngày, cậu thanh niên đã không còn nổi giận thêm một lần nào nữa. Lúc này người cha lại nói với cậu: "Nếu trong một ngày con không nổi giận với ai, thì hãy nhổ một cây đinh ở hàng rào ra." Ngày này qua ngày khác, cậu thanh niên đều không còn nổi giận với ai, và cây đinh cũng hàng ngày được gỡ bỏ xuống. Cuối cùng, cậu thanh niên vui mừng báo với cha cậu rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Người cha đi cùng cậu tới hàng rào và nói: "Con làm tốt lắm, con trai ngoan của cha. Nhưng con hãy nhìn xem, mỗi chiếc đinh con rút ra đều để lại một cái lỗ thật sâu, và hàng rào đã không còn được như lúc ban đầu nữa rồi. Những lỗ sâu kia cũng giống như vết thương mà lời nói của người lúc giận dữ để lại trong lòng người khác. Cho dù con có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa, thì vết thương kia vẫn vĩnh viễn tồn tại." Lời kết, chúng ta thường dễ dàng giận dữ với người thân của mình, bởi vì chúng ta biết rõ họ là người bao dung chúng ta nhất. Những lời nói lúc giận dữ cũng làm tổn thương người khác, giống như chiếc đinh kia đã để lại lỗ sâu trên hàng rào vậy. Có thể là chúng ta vô tâm đấy, nhưng vết thương kia lại là vết thương thực sự. Vì vậy, hãy luôn yêu quý và coi trọng mọi người xung quanh chúng ta. Đừng để đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra, lúc ấy có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thứ ba, bài học về sự thay đổi. Có một cô gái nọ rất căm ghét bản thân vì cô bị mù, không thể nhìn như bao người khác. Thế nhưng cô rất yêu thương người bạn trai của mình vì anh luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Cô nói nếu có thể nhìn, cô nhất định sẽ lấy anh. Một ngày, ai đó đã quyên tặng giác mạc cho cô gái. Vậy là cô đã có thể nhìn mọi người và cả người bạn trai. Người bạn trai hỏi cô: "Em đã có thể nhìn ngắm thế giới, em sẽ lấy anh chứ?" Thế nhưng cô gái đã bất ngờ khi thấy rằng người bạn trai của mình bị mù. Cô khước từ lời cầu hôn. Người bạn trai rất buồn bã, anh bỏ đi và viết cho cô lá thư: "Chăm sóc cẩn thận đôi mắt của anh." Bài học: khi môi trường, hoàn cảnh thay đổi, con người cũng đổi thay. Một số người sẽ không coi trọng những giá trị của quá khứ, không nhìn nhận, đánh giá chúng như cũ để chạy theo những điều phù du. Thứ tư, bài học về sự thấu hiểu. Một cửa hàng thú nuôi đặt tấm biển có ghi "bán chó". Những tấm biển như vậy rất thu hút, đặc biệt là với bọn trẻ. Không có gì bất ngờ, một cậu bé đến và hỏi chủ cửa hàng: "Bác bán bao nhiêu một con ạ?" Chủ cửa hàng trả lời: "Từ 30 cho đến 50 đô la." Cậu bé lấy xấp tiền trong túi và nói: "Cháu chỉ có 2,37 đô, liệu cháu có thể nhìn qua chúng được không?" Người chủ cười và thì thầm với cô giúp việc. Một lúc sau,
Cô từ trên tầng ôm xuống một chú chó nhỏ và để chú chó chạy đến chỗ cậu bé. Ngay lập tức, cậu bé để ý dáng đi khập khiễng của chú và hỏi: "Có chuyện gì với nó thế ạ?" Người bán hàng giải thích: "Thú y đã khám và cho biết chú chó này bị tật ở chân, nó sẽ đi khập khiễng như vậy cả đời, không thể chạy nhảy như các con khác." Thế nhưng cậu bé không hề chán nản, mà ngược lại, cậu vui mừng la lên: "Đó là chú chó cháu luôn muốn có." Người chủ nói: "Ồ, vậy ta sẽ cho cháu mà không lấy một xu." Nghe vậy, cậu bé tức giận và nói: "Cháu không muốn vậy, chú chó đó vẫn như những chú chó khác, đáng giá như tấm biển treo ngoài kia. Bây giờ cháu chỉ có 2,37 đô, nhưng cháu sẽ trả 50 xu mỗi tháng cho đến khi đủ thì thôi." Người chủ ngạc nhiên nói: "Cháu thật sự muốn con này sao? Nó sẽ không thể chạy nhảy như những con bình thường." Trước sự bất ngờ của cả cửa hàng, cậu bé kéo một ống quần lên để lộ một chiếc chân giả. Cậu bé nhẹ nhàng trả lời: "Cháu cũng không thể chạy nhảy được, chú chó cần một người thấu hiểu." Bài học: hãy nhìn nhận người khác trong hoàn cảnh của họ. Thứ năm, bài học về tình yêu thương. Trong một gia đình nọ, người cha đang phạt con gái 3 tuổi của mình vì lãng phí giấy gói quà. Kinh tế gia đình đang gặp khó khăn, vì vậy ông tức giận khi thấy đứa bé cố bọc gói quà trong mùa Giáng sinh. Mặc dù vậy, sáng hôm sau, em mang gói quà đến trước mặt cha và nói: "Chúc mừng Giáng sinh, đây là quà cho bố." Người cha xấu hổ khi nhớ lại hành động của mình, nhưng rồi bất ngờ khi thấy bên trong hộp quà trống rỗng. Ông hỏi: "Khi con tặng quà cho ai đó, bên trong cần chứa đồ vật chứ?" Cô bé nhìn cha và nói: "Không bố ơi, nó không trống đâu, bên trong chứa đầy những nụ hôn con dành cho bố đấy." Người bố cảm động, ông không biết làm gì ngoài ôm lấy đứa con và xin lỗi. Cuộc đời vốn nhiều biến cố, một tai nạn bất ngờ đã cướp lấy sinh mạng người con không lâu sau đó. Người cha vẫn luôn giữ gìn cẩn thận chiếc hộp của con. Mỗi khi nhớ con hay gặp khó khăn, ông lại lấy chiếc hộp ra và cảm nhận được tình yêu thương của con đã gửi gắm. Bài học: tình yêu thương là món quà quý giá nhất. Kính thưa quý vị, quả thật, thử thách, khó khăn là điều giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Không có chúng, con người ta không thể trưởng thành và tự rèn giũa bản thân. Đây thực sự là những điều mà rất nhiều trong số chúng ta khi đi làm và bước ra trường đời. Dù biết là khó khăn, đau đớn, thất vọng, nhưng cũng hãy lạc quan và tự tin để sống các bạn nhé.